Em xin chào quý thầy cô cùng các bạn và các anh chị. Em tên là Bùi Lê Ngọc Diễm, học lớp 1L. Em học trường tiểu học Trần Văn Mười. Hôm nay em sẽ đọc một mẫu truyện tên là Sự Tích Bánh Giày Bánh Chưng. Sự tích bánh giày bánh chưng, sau khi phá tan được giặc Ân, vua Hùng Vương thứ 6 tự cảm thấy mình tuổi đã già, sức khỏe kém nên có ý muốn truyền ngôi lại cho con. Nhưng thật khó xử bởi vì vua có 22 quan lang hoàng tử mà người nào cũng thông minh, chăm chỉ, giỏi giang, biết chọn người nào bây giờ. Người con trưởng tuy linh lợi nhưng sức khỏe lại kém nhất. Người con thứ hai, thứ ba tuy có sức khỏe tốt nhưng lại chậm chạp, thiếu quyết đoán. Cứ thế vua Hùng nghĩ đến mặt ưu mặt khuyết từng con một, từng đứa con một. Ngài loay hoay suy tính mãi mà vẫn chưa có quyết định nào dứt khoát cả. Cuối cùng nhà vua nghĩ ra được một cách vẹn toàn nên cuối cùng nhà vua nghĩ ra được một cách vẹn toàn nên bèn triệu tập 22 người con lại mà bảo rằng: ta nay tuổi đã già, giải quyết mọi việc đều chậm chạp nên có ý muốn một trong các con thay ta gánh vác việc nước, việc dân. Xem ra thì các con ai cũng đều mặt ưu mặt khuyết, ta không thể chỉ đích danh ai đảnh trách nhiệm thay thế ta, nên ta nghĩ ra một cách: trong các con nếu ai tìm được của con vật lạ để cúng dỗ tiên vương vào cuối năm, giúp cho ta làm trọn đạo hiếu thì ta sẽ truyền ngôi cho người đó. Nghe lời vua cha phân truyền như vậy, các vị quan lan lập tức giải tán mạnh, ai về nhà nấy lo toan, tất cả đều muốn làm cho vua cha được hài lòng, tỏ sáng ra khắp nơi. Người lên rừng, kẻ xuống biển, cố gắng săn lùng những món ngon vật lạ để cúng tổ tiên. Riêng chỉ có chàng Lan Liêu, người con trai út của vua Hùng, là nghèo nhất, lại mất mẹ sớm, không biết lấy ai chỉ dẫn làm điều chi. Trong lúc các anh mình kẻ ngựa, người thuyền rộn rã được ngược xuôi, chẳng có ngựa cũng không có thuyền, chành đành lủi thủi hết ra lại vào căn nhà đơn sơ của mình, vô cùng lo lắng, không thiết ăn thiết ngủ gì cả. Điều chàng có thể làm duy nhất để giúp mình bình tâm trở lại và khấn trời khấn đất, khấn các vị thần linh và khấn cả mẹ mình, mong sao có vị nào đó hiện lên giúp chàng kiếm ra vật quý để thể hiện đạo hiếu của chàng với vua cha. Sau điệp nhiều ngày thức trắng lo nghĩ, một hôm quá mệt mỏi, Lan Liêu chợt mắt thiếp đi, và trong giấc mộng chàng được một vị thần mách bảo rằng: to lớn nhất trong thiên hạ không gì sánh được trời và đất, vì thế mà người ta mới ví công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tựa trời đất, mới mong nói hết được
sự khó nhọc và cha mẹ đã bỏ công nuôi nấng dạy dỗ cho con, vật quý nhất trên đời không gì quý hơn gạo, đó là thức ăn nuôi sống con người. Nếu con lấy lúa gạo chế biến thành hình tượng trời cao đất rộng thì ý nghĩa vô cùng to lớn. Một thứ bánh con làm hình tròn tượng trưng cùng to lớn. Một thứ bánh con làm hình tròn tượng trưng cho trời, còn một thứ bánh có hình vuông tượng trưng cho đất. Lấy thịt heo đặt vào chính giữa làm nhân, tượng trưng cho trung tâm vạn vật. Dùng lá xanh bọc bên ngoài để tượng trưng cho cây cỏ, rừng núi, đồng ruộng đồng, thảo nguyên mênh mông. Khi giật mình thức dậy, Lang Liêu vẫn còn nhớ như in các lời thầy dạy bảo. Gạo nếp thì chàng có sẵn trong nhà, để có thịt heo, chàng lặn lội vào rừng đánh bẫy sau nhiều ngày cất công rình chờ. Kết quả một con heo rừng béo núc ních đã sụp bẫy, Lang Liêu vác heo về làm thịt. Sau đó chàng bê ra một vò gạo nếp thơm. Đây chính là thành quả do công sức chàng cày cấy trên mảnh ruộng của mình. Thứ nếp thơm này chàng chỉ dùng để nấu vào những ngày cúng dỗ mẹ. Chàng cần mẫn sàng bình lọc nếp cẩn thận rồi chia nếp đã vò, rửa sạch ra làm hai phần, một phần dùng cho bánh đất vuông, phần còn lại dùng làm bánh trời tròn. Sau đó chàng ra vườn nhổ vài bụi rừng cho vào bếp than hồng đốt lên lấy cho làm muối. Lang Liêu mổ heo rừng lấy thịt ướp cùng tro muối để làm nhân cho bánh. Sau đó chàng đi hái lá chuối về để gói bánh. Bánh được gói vuông vức và bỏ vào nồi nấu từ sáng cho tới tối khuya mới vớt ra. Chàng đặt tên cho loại bánh đất vuông này là bánh chưng. Phần nếp thơm còn lại Lang Liêu nấu chín rồi đem rã nhuyễn thành một thứ bột dẻo trắng mịn. Sau đó nặn bột thành hình chiếc bánh tròn, nhặt nổi vòng lên giống bột thành chiếc bánh tròn có mặt nổi vòng lên giống như một vòng trời. Thứ bánh làm bằng bột nếp dẻo thơm không ruột nhân này được chàng đặt tên là bánh dày. Thời gian thấm thoát trôi qua, buổi lễ cúng tổ tiên cuối năm đã đến, các quan lang đều tề tụ về đất Phong Châu đông đủ. Mỗi người ít ra cũng có vài món ngon vật lạ được góp nhặt từ khắp nơi, cả trên núi, trong rừng, dưới biển đều được mang về dâng lên vua Hùng. Nhà vua bạc rảo bước đến nếm thử và hỏi han về gốc tích và ý nghĩa của từng món phẩm vật trình lên vô cùng phong phú đa dạng. Hiếm có, nhưng không có phẩm vật nào mang ý nghĩa vun đắp tình người, giữ trọn đạo hiếu cả. Chỉ là những món ăn lạ miệng hiếm có mà thôi. Nhưng khi nhà vua đến mâm cỗ của Lang Liêu, vua hết sức ngạc nhiên vì sự đơn giản mộc mạc của hai loại bánh dày và bánh chưng.
Nhà vua thật sự tò mò muốn biết, Lang Liêu, con hãy cho ta biết đây là hai món thế gì thế? Tại sao một loại có hình vuông, còn cái kia lại hình tròn? Nó mang hàm ý nghĩa ý gì vậy? Lang Liêu đến sát bên vua cha trình bày ý nghĩa của loại bánh mình đã làm ra. Thưa cha, bánh được làm từ nếp thơm do công sức con cày cấy chăm bón. Bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất, bánh dày tròn tượng trưng cho trời. Hai loại bánh này có ý bày tỏ lòng hiếu thảo của con người con tôn cha mẹ mình như trời đất. Cộng lại màu xanh của lá gói bánh là màu của cây cỏ, ruộng đồng thịt đậu nằm ở giữa chính là mảnh đất màu mỡ nuôi sống con người. Nghe Lang Liêu trình bày, vua Hùng hiểu được ý nghĩa cao quý của bánh chưng bánh dày. Vua bèn cho bóc lá chiếc bánh chưng thật kỳ lạ, trong ruột bánh vẫn mang màu xanh mướt. Vua nếm thử cảm nhận mùi thơm nếp từ nếp từ lá chuối, có vị mặn của thịt, vị ngọt của đậu. Ôi sao thật đậm đà đến thế! Vua bóc tiếp chiếc bánh dày đưa lên miệng nếm thử, mùi của nếp thơm được đã nhuyễn tỏa ra khắp miệng. Ôi sao mà lại thanh đạm đến thế! Vua Hùng ăn liền một loáng hết cả chiếc bánh, miệng thì cười, mắt thì sáng lên, gật đầu liên tục tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó nhà vua phán rằng: Lang Liêu quả là người ta đang mong đợi. Lang Liêu chẳng có của cải giàu có như những người anh của mình, nhưng bằng tấm lòng chân thực với mồ hôi nước mắt đã làm việc không biết mệt mỏi trên mảnh đất của mình, tạo ra được giống nếp thơm và làm được hai loại bánh mang đầy ý nghĩa tôn kính cha mẹ, yêu thương đồng ruộng. Muốn chăn dắt muôn dân thì phải biết trọng đời đất, hiếu kính cha mẹ, yêu con người, yêu thiên nhiên. Những điều này Lang Liêu đều có cả. Lang Liêu thật sự xứng đáng. Ta chấp nhận lễ vật của Lang Liêu và tuyên bố tổ chức làm lễ truyền ngôi lại cho Lang Liêu. Lang Liêu lên làm vua. Đó chính là vua Hùng Vương thứ 7, noi gương nhà vua mọi người thi nhau nấu bánh chưng bánh dày. Và từ đấy bánh chưng bánh dày trở thành món truyền thống không thể thiếu được trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Lang Liêu tuy là con vua nhưng bất hạnh nghèo khó hơn những vị quan lang khác. Lang Liêu chỉ hơn họ ở bản tính nhân đức, hiền lành, hiếu thảo, biết trọng đời, trọng trời đất, hiếu kính cha mẹ, yêu con người, lại chăm lao động. Chính những phẩm chất đáng quý này đã giúp Lang Liêu được sự tin yêu của vua cha và được truyền ngôi vua. Đúng là sống trên đời nếu ở hiền sẽ gặp lành.